Chỉ có một lần duy nhất em đến, em vừa đến là chị May đi ra khỏi nhà. Và em bảo là chị đi đâu vậy? Xong chị trả lời là chị có công việc, chị phải đi ra ngoài. Còn lại tất cả đều không có. Và em có chia sẻ thẳng thắn với Khoa là tại sao em qua nhà mà. Tại vì bản thân em cũng thắc mắc nữa. Em bảo là anh ấy là một người có gia đình và đây lại là nhà riêng. Em là một cô gái còn đơn thân. Em thấy em qua tập ở nhà em thấy kỳ quá. Em tự thấy em kỳ cho em luôn ấy. Em ngại lắm tại vì chẳng có ai nhà cả. Thì em có nói là sao em qua nhà anh tập mà lại chị May không có nhà hay các bé nhà em chả bao giờ thấy mọi người nhà. Thì em qua có chia sẻ là có lần thì đi sinh nhật, có lần thì chị May đi với bạn, rồi có những lần là cho các bé đi chơi. Thì em có nói là nếu mà được thì lần sau anh cứ nói chị và các bé cứ ở nhà đi, chứ em tập này em ngại quá. Thì anh Khoa có nói là anh chủ động nói mọi người đi ra ngoài để anh em mình tập luyện với nhau thoải mái hơn. Thì em bảo là mình chỉ tập hát thôi mà, nên là em rất là vui khi nếu mà thấy mọi người ở nhà thì em sẽ thấy thoải mái hơn. Em có 3 buổi tập ban ngày, 3 ngày đó anh ấy đều ngủ và cho em đợi 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày tập. Sau ngày đó thì em có chia sẻ là anh ơi, em khá là bận, ngoài cái vấn đề là tập luyện với anh thì em phải tập luyện cho dancer để chuẩn bị tiết mục cho chương trình nó thật là tốt. Nên là anh đừng để em đợi lâu như này, rất là mất thời gian của em không thể làm kịp được những việc khác. Và anh ấy chia sẻ là tại vì anh cũng bận quá nên là thường ban ngày anh sẽ khó dậy thực sớm, anh khá là mệt. Nếu mà được thì buổi tối em qua nhà anh tập thì lúc đó anh làm việc nó sẽ tốt hơn. Tại vì buổi sáng anh sẽ khó có thể dậy được. Thì em nghĩ là được không sao. Nói chung là lý do sức khỏe mà. Tại vì bản thân em cũng có những lúc em sẽ bị mệt vào buổi sáng. Thì em bảo miễn sao là được tập, miễn sao là được làm việc. Em có nói là ok anh, nếu mà tập 9 giờ tối ok em sẽ tập. Miễn sao là được tập 10 giờ đêm, 11 giờ đêm, 2 giờ đêm. Em đã từng làm việc như thế rồi. Sau 3 buổi tập đó thì mọi thứ được đẩy qua buổi tối hết. Đó chính là lý do, có nghĩa là ban ngày em qua không có ai thì ban ngày có thể mọi người làm việc, nhưng mà đến tận đêm em vẫn không thấy ai cả. Thì em đã phải thắc mắc ngay, 9, 10 giờ đêm vẫn không có ai ở nhà cả. Có nghĩa là khi mà đến nhà thì anh Khoa lại có một cái phòng tập riêng tư hơn nữa. Thì hai anh em vào đó làm việc rất là bình thường. Từ từ thì em nhận ra là anh ấy có một sự sao nhãng. Anh không tập trung vào những cái bài hát đó. Anh lại rất hay giống như là đưa những cái chủ đề khác vào để nói chuyện. Thì với vị trí của mình là một thí sinh thì em không thể nói là anh ơi anh đừng 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 nói những chuyện này nữa, tập đi. Em không thể nói chuyện được như thế, thì em vẫn phải nói là anh ơi em sẽ chia sẻ với những câu chuyện này với anh sau, bây giờ mình tập nha. Em vẫn phải cố gắng như thế để nói chung là sợ mất lòng á chị. Anh ấy cứ hay lôi những cái giống như là hình mẫu mà mọi người đều biết, và anh nói là cặp này nè em biết không, họ đã từng nếm thử nhau rồi đó, và em biết là hai người này không phải là giống như là đã kết hôn với nhau rồi và họ chỉ là những đồng nghiệp. Anh ấy giống như là cứ kể về những câu chuyện đó và nói em cứ thoải mái đi, em cởi mở hơn trong một cuộc sống thì nó sẽ thoải mái hơn, đôi khi nó sẽ tạo nên những cái cảm xúc, những cái gọi là phút thăng hoa của mình trong công việc. Và em nói là em không quan tâm lắm đến đời tư người khác đâu, nên là anh không cần phải kể những câu chuyện như thế này. Câu nói thì em thực sự em không muốn kể lại đâu, tại vì nó nó làm cho mình nói cũng không thoải mái á. Thì mọi thứ em đã chia sẻ rất là công khai rồi, nhưng mà hành động ấy thì đôi khi nó kiểu như là em cứ đang tập trung để em tập hát hoặc em thử micro thì anh ấy luôn luôn xuất hiện từ phía sau và cứ cứ giống như là chạm vào người em rồi cứ xoa lưng em thế này. Em bảo là anh ơi em khó chịu với hành động này lắm. Thậm chí là em nghĩ là khi phát sóng này đã bị cắt rồi. Có nghĩa là tập anh ấy cứ anh ấy hay có những cái động tác bắt nhịp, nhưng mà khi em đã nói rồi mà anh ấy vẫn cứ lặp lại thì em cảm thấy rất là bực bội vì điều đấy. Ví dụ như là bắt nhịp thì mình có thể là 1, 2, 3, 4, nhưng anh ấy cứ cứ phải là ở đây cơ. Cứ 1, 2, 3, 4 vào đùi, và lúc đấy còn đang có máy quay chĩa vào luôn. Em đã quay ra và nói thẳng luôn là anh à, em không thích cái nhịp phách này của anh đừng có động vào đùi em được không? Và em có giống như là giữ khoảng cách. Anh ấy vẫn không dừng lại, và khi mà em đứng phía trước anh ấy thì anh ấy giống như là cố gắng là muốn chạm vào người mình ấy. Chị vào phòng làm việc với một đối tác của chị thôi, không cần sếp của chị, và người đó chỉ mặc một chiếc khăn tắm và trên người thì rất là ướt, thì cảm giác chị sẽ như thế nào? Anh ấy ra mở cửa cho em luôn. Em nghĩ là có thể là anh ấy sống khá là thoải mái. Nhà của anh ấy mà thì giống như là nhà của mình thì sẽ tự do hơn.
Nhưng mà trước đó anh ấy đã từng quấn khăn tắm đi ra ngoài nói chuyện với em, và em đã bảo là anh ơi anh vào thay đồ đi, em cảm thấy cái trang phục này nó làm cho em khá là bối rối và em cảm thấy xấu hổ quá nên là em không thể tập được đâu, nên anh vào thay trang phục đó. Nhưng hành động đó vẫn được lặp lại, và đến lúc em phải nói là anh à, anh không còn bộ quần áo nào tử tế hơn hay sao mà anh cứ phải là một chiếc khăn tắm ra làm việc với em. Rất tiếc là em không thể chụp được hình ảnh này, và em cũng không đủ can đảm lúc đó để có thể mà anh ơi cho em chụp anh trong tình trạng này một chút được không. Không thể nào em có thể cầm máy lên chụp được như thế, tại vì lúc đó rơi vào trường hợp đó em cảm thấy khá là sợ. Thì tất cả những cái lời nói ví dụ như là anh khám phá hết cơ thể em, anh sờ soạng hết em rồi, đợi anh một năm đi, thì tất cả đều là trực tiếp. Nhưng em có nhắn tin lại với anh Khoa là tại sao anh lại nói chuyện kỳ lạ vậy, thì anh ấy có chỉ trả lời lại em không quan trọng vậy đâu, và tôi có quyền im lặng. Nếu muốn minh oan, muốn giải thích thì lên phường. Đến giờ phút này thì em thực sự rất là tôn trọng chị Mây, và có một sự gọi là rất là nể. Em nghĩ là con người thì ai cũng có giới hạn nhất định thôi, nhưng mà em khẳng định lại luôn là chắc chắn đây không phải là em, không phải là người đầu tiên. Tại vì cách nói chuyện của anh ấy rất là trơn tru, nhanh lắm, nó giống như là một thói quen ấy. Và sau khi em chia sẻ những vấn đề này thì em nhận được rất là nhiều thông tin từ các phía. Họ tìm đến em và họ chia sẻ về câu chuyện này luôn. Họ nói là đây là khi em nói á, chị thấy không có gì là lạ cả, và chị tin em ngay từ những chia sẻ đầu tiên. Ý em nói sự nể phục chị Mây ở đây, cái giới hạn đó là chắc chắn là chị gặp chuyện này rất là nhiều rồi. Nếu em thích Tố thì chắc chắn là không phải đây là câu chuyện đầu tiên. Anh Phạm Anh Khoa có thể đã từng là một người nổi tiếng, nhưng với một người thủ đoạn đến mức mà phải bám víu một vào một cái tên của một người nào đó để tạo sự nổi tiếng cho mình, thì em sẽ không bao giờ chọn anh Phạm Anh Khoa. Em đã từng có cơ hội làm việc với rất nhiều người, sức ảnh hưởng của họ tốt hơn rất là nhiều. Ví dụ như chị Mỹ Tâm, Subin Hoàng Sơn, ca sĩ Tóc Tiên, Hương Giang Idol. Em nghĩ là khi mà đã thủ đoạn thì mình sẽ có nhiều cách để tạo nên cái câu chuyện này, không cần phải là gạ tình. Khi xác định em nói lên câu chuyện này là nó là một vấn đề cực kỳ quan trọng và nó ảnh hưởng đến em rất là nhiều, và em cảm thấy mình bị xúc phạm và em cần phải lên tiếng. Và thậm chí còn có những cái lời nhắn tin rất là xúc phạm đến em, và như là một sự thách thức vậy đó. Và sau khi em thấy cái thái độ của anh ấy có vẻ rất là ngông cuồng về điều đó, có nghĩa là anh ấy nghĩ là em sẽ chẳng dám làm gì đâu, em sẽ im lặng như những người khác mà thôi. Và một câu xúc phạm nặng nề cuối cùng đã làm em quyết định phải nói lên những điều đó. Khi em nói với tất cả mọi người thì tất cả mọi người đều lên án, thì nó sẽ là một cái năng lượng khác. Nó tác động đến những người giống như vậy, làm cho họ sẽ phải dừng lại những hành động như thế này, hoặc ít nhất là phải biết tiết chế, phải biết hạn chế lại.